Các em thân mến, các thầy cô sẽ tiếp tục giới thiệu với các em một số dạng bài tập trong chủ đề Hero nha. Trước khi làm bài tập, ta cùng nhắc lại một số kiến thức về Hero nha. Hình vẽ tên lửa nhắc em nhớ đến kiến thức nào của Hero? Ứng dụng quan trọng nhất của khí Hero đó là dùng làm nhiên liệu trong các động cơ, đặc biệt là động cơ tên lửa, do khí Hero cháy tỏa rất nhiều nhiệt. Ngoài ra còn có các kiến thức quan trọng khác mà em đã biết trong chủ đề Hero, đó là tính chất vật lý, tính chất hóa học, cách điều chế, phản ứng thế và cách thu khí Hero. Các em cùng nhớ lại các kiến thức này nha. Từ các kiến thức đó, ta vận dụng giải các dạng bài tập như sau. Em chú ý nghe giảng và áp dụng vào các bài tập ôn trên website của trường mình. Bài tập 1 trong tờ ôn tập thuộc dạng 1, viết phương trình hóa học, xác định loại phản ứng. Em đọc đề: viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của khí hydro với các chất khí oxy, sắt 3 oxit, thủy ngân 2 oxit. Ghi rõ điều kiện phản ứng, xác định chất có tính khử ở các phản ứng trên và giải thích. Đề yêu cầu viết phương trình hóa học của hydro với các chất có công thức O2, Fe2O3, HGO. Từ đây, ta viết được 3 phản ứng với các chất tham gia như sau. Trong các phản ứng hóa học này thì các em thấy là hydro đã chiếm nguyên tố oxy để tạo ra nước như phản ứng số 1, các em cân bằng. Phản ứng số 2, hydro chiếm nguyên tố oxy của hợp chất Fe2O3, tạo ra nước và kim loại sắt Fe, các em cân bằng phản ứng. Tương tự phản ứng số 3, sản phẩm tạo thành đó là nước và thủy ngân Hg. Ở đây thì các em thấy hydro chiếm nguyên tố oxy, ta kết luận hydro có tính khử. Và đây là phần đáp án đầy đủ của bài tập 1, tờ ôn tập. Qua bài tập vừa rồi, các em hãy cho biết tính chất hóa học nào của khí hydro đã được vận dụng để giải bài tập 1. Đó là tính chất hóa học khí hydro tác dụng với khí oxy và khí hydro tác dụng với một số oxit kim loại. Qua đây, ta kết luận lại một lần nữa, khí hydro đã chiếm nguyên tố oxy và khí hydro có tính khử. Em đọc đề bài 2 trong tờ ôn tập. Trong phòng thí nghiệm, có các kim loại như kẽm, đồng, nhôm và dung dịch axit sulfuric loãng H2SO4. Hãy viết phương trình phản ứng có thể có để điều chế khí hydro từ các chất trên. Cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì. Dựa vào đề bài, ta xác định đây là phản ứng điều chế khí hydro từ các kim loại và dung dịch axit. Để làm được bài này, em hãy nhớ phương trình tổng quát điều chế khí hydro. Cô lưu ý, khi chọn kim loại tác dụng với dung dịch axit thì các em hãy trừ ra các kim loại sau: đồng, thủy ngân, bạc, platin, vàng là những kim loại không tác dụng với dung dịch axit mà các em thường nhớ câu nhắc ha. Cửa, hàn, á, phi, âu là những kim loại không tác dụng với dung dịch axit. Từ các chất đề bài cho, em sắp xếp được 3 phản ứng hóa học có thể xảy ra như sau. Trong đó kim loại đồng không tác dụng được với dung dịch axit nên ta đặt dấu gạch chéo trên dấu mũi tên, tức là phản ứng hóa học này không xảy ra. Còn hai phản ứng còn lại, Zn tác dụng với H2SO4 tạo ra ZnSO4 và khí hydro. Xét nhanh quy tắc hóa trị cho hợp chất này và hoàn thành phương trình hóa học. Phản ứng nhôm tác dụng với axit sulfuric H2SO4 tạo ra hợp chất nhôm sunfat và khí hydro. Chỉ số 2 và số 3 trong hợp chất là do nhôm có hóa trị 3 và SO4 có hóa trị 2. Ta cân bằng phản ứng như sau. Các phản ứng hóa học này đều là phản ứng giữa đơn chất và hợp chất. Trong đó nguyên tử của đơn chất đã thế chỗ cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất, nên ta gọi đây là phản ứng thế. Dạng viết phương trình hóa học tiếp theo
là bổ túc phương trình hóa học như đề bài 3 trong tờ ôn tập. Em nhìn vào đề bài sẽ thấy là đề cho mình một phản ứng hóa học chưa hoàn chỉnh, thiếu chất phản ứng, thiếu sản phẩm. Nhiệm vụ của mình là chọn chất nào phù hợp, điền vào chỗ dấu chấm hỏi và hoàn thành phương trình hóa học. Để làm được phần này, em nhớ lại các phương trình tổng quát mình đã được học ở các bài trước. Cô hướng dẫn giải bài tập 3A trong tờ ôn tập. Em thấy đề cho mình khi rô là chất phản ứng, sản phẩm là kim loại chì. Em sẽ áp dụng phương trình tổng quát khi rô khử một số oxit kim loại. Đầu tiên ta sẽ chép lại cái đề và chừa sẵn những chỗ trống để chọn chất phù hợp điền vô. Đây ta cần điền vào một oxit kim loại. Ta nhìn ở đây là tạo ra kim loại chì thì ta điền vào oxit kim loại của chì, BBO. Thì khí hydro sẽ chiếm nguyên tố oxy của BBO và tạo thành PB và nước. Ta hoàn thành phương trình. Cô hướng dẫn tiếp bài 3B. Em thấy đề cho chất phản ứng là axit và sản phẩm đó là khí hydro. Đây chính là phản ứng điều chế khí hydro với phương trình tổng quát cho kim loại tác dụng với dung dịch axit. Thì ta cần điền chất phản ứng ở đây là kim loại. Em viết lại cái đề và chừa sẵn chỗ trống để chọn chất phù hợp điền vào. Đây cô chọn kim loại magie. Cho magie tác dụng với axit sulfuric H2SO4. Magie sẽ thế chỗ cho nguyên tử nguyên tố hydro và sau phản ứng ta thu được khí hydro. Sản phẩm là magie SO4. Xét nhanh quy tắc hóa trị và các em hoàn thành phương trình hóa học. Với cách làm vừa rồi, ta vận dụng vào dạng bài tập chuỗi phản ứng hóa học. Bài số 4 tổ ôn tập thực hiện chuỗi phản ứng sau. Xét chuỗi phản ứng A. Nhìn vào chuỗi phản ứng em sẽ thấy gồm nhiều mũi tên thì ta hiểu. Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Ở đây ta có 3 mũi tên tương ứng với 3 phản ứng hóa học. Xét mũi tên đầu tiên, từ nhôm tạo ra khí hydro. Ta suy luận như sau. Nhôm là kim loại mà tạo ra khí hydro. Vậy nhôm cần tác dụng với axit. Ở đây ta chọn axit lauric HCl tạo ra hợp chất của nhôm và clo. Xét nhanh quy tắc hóa trị, em được sản phẩm là AlCl3 và em hoàn thành phương trình hóa học. Xét mũi tên số 2, từ khí hydro và tạo ra kim loại đồng. Thì khí hydro sẽ tác dụng với oxit kim loại. Thì oxit kim loại ở đây chính là oxit của đồng ha, là đồng 2 oxit CO. Hydro sẽ chiếm nguyên tố oxy, tạo ra nước và kim loại đồng. Các em hoàn thành phương trình. Phản ứng cuối cùng, mũi tên số 3. Ta có từ kim loại đồng tạo ra hợp chất CO. Thì sau phản ứng ta thấy hợp chất này gồm nguyên tố đồng và nguyên tố oxy. Vậy trước phản ứng, kim loại đồng cần tác dụng với khí oxy. Các em hoàn thành phương trình. Vậy ta vừa thực hiện xong một chuỗi phản ứng hóa học. Các em vừa hoàn thành dạng số 1, viết phương trình hóa học. Bạn nào có thể trả lời nhanh cho cô câu trắc nghiệm sau đây. Cho dung dịch axit sulfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Đề cho dung dịch axit sulfuric loãng và nhôm và cái hình vẽ có cái ống nghiệm thu khí miệng hướng xuống dưới thì em sẽ chọn câu trả lời nào? Đó là câu C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hydro. Đề bài vừa rồi có nhắc đến không khí, khí oxy và khí hydro. Đây đều là các loại khí không màu, không mùi. Vậy làm cách nào để nhận biết ba loại khí này? Các em tìm hiểu qua dạng 2 nhận biết chất, bài 6 tờ ôn tập. Có 3 lọ mắt nhãn đựng riêng biệt các khí oxy, hydro, không khí. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? Các em quan sát đoạn phim thí nghiệm và xác định tên chất khí trong mỗi lọ.
Qua đoạn phim thí nghiệm vừa rồi, để nhận biết ba khí, ta sẽ sử dụng que diêm đang cháy lần lượt cho vào từng mẫu khí. Mẫu khí nào làm que diêm cháy sáng mạnh hơn nữa, ta kết luận đó là khí oxy. Mẫu khí nào có tiếng nổ nhỏ và sinh ra nước, ta kết luận đó là khí hydro. Mẫu khí nào mà que diêm vẫn cháy bình thường thì đó là không khí. Các em sẽ trình bày bài tập nhận biết ba khí như sau. Dạng 3, nêu hiện tượng thí nghiệm. Nêu hiện tượng là nêu những gì thấy được khi quan sát thí nghiệm, có thể là sự thay đổi về màu sắc, trạng thái hoặc tỏa nhiệt, phát sáng. Nhận xét là xác định chất đã tham gia phản ứng và các sản phẩm tạo thành. Sau đó viết phương trình minh họa. Để minh họa cho dạng bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai thí nghiệm đã được quan sát ở chủ đề hydro. Thí nghiệm thứ nhất, cho kẽm vào axit HCl. Chúng ta thấy trên bề mặt xuất hiện những bọt khí, sau một thời gian kích thước kẽm nhỏ dần. Vậy hiện tượng ghi nhận lại, sủi bọt khí, kẽm tan dần. Kẽm tan dần là do kẽm tác dụng với axit, sủi bọt khí là do có khí H2 tạo thành. Nhận xét, kẽm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch muối không màu và khí H2 bay lên. Hoàn thành phương trình hóa học. Khi viết phương trình hóa học, chú ý cân bằng và viết đúng công thức hóa học. Ví dụ, Zn hóa trị 2 nên chỉ số của Cl là 2. Cl hóa trị 1 nên chỉ số của Zn là 1. Chỉ số 1 không ghi, vậy công thức đúng là ZnCl2. Thí nghiệm 2, khi dẫn hydro qua bột đồng hai oxit đun nóng, chúng ta sẽ thấy CuO từ chất màu đen chuyển dần thành chất mới màu đỏ gạch, xuất hiện hơi nước trên thành ống thủy tinh. Nhận xét, CuO tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại Cu màu đỏ gạch và hơi nước. Sau đó, hoàn thành phần phương trình hóa học. Tiếp theo, bài toán tính theo phương trình hóa học với dạng toán lượng dư. Làm thế nào nhận biết dạng toán lượng dư? Với toán đủ, đề cho dữ kiện của một chất trong phản ứng hóa học, từ đó chúng ta chỉ tính được một số mol. Ví dụ, đốt cháy hoàn toàn 12,4 gram phốt pho trong bình chứa khí oxy, tính khối lượng chất tạo thành. Từ 12,4 gram phốt pho, chúng ta tìm được số mol phốt pho. Từ đề bài này, chỉ tính được một số mol, đây là toán lượng đủ. Với toán lượng dư, đề sẽ cho dữ kiện của hai chất trong phản ứng hóa học. Từ đó chúng ta sẽ tính được hai số mol. Ví dụ, đốt cháy 12,4 gram phốt pho trong bình chứa 12,32 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, tính khối lượng chất tạo thành. Từ 12,4 gram phốt pho chúng ta tìm được số mol phốt pho. Từ 12,32 lít khí oxy chúng ta tìm được số mol oxy. Ở đề bài này, chúng ta tính được số mol của hai chất trong phản ứng hóa học, thì đây là toán lượng dư. Trước khi nói về cách giải toán lượng dư, thì các em cần nhớ. Thứ nhất, ký hiệu và các đơn vị.
N nhỏ là số mol, đơn vị là mol. M nhỏ là khối lượng chất, đơn vị là gam. V là thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, đơn vị là lít. M lớn là khối lượng mol, đơn vị là gam trên mol. Lưu ý, khối lượng mol M lớn có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó. Ví dụ, M lớn Fe là khối lượng mol nguyên tử sắt sẽ bằng với số trị của nguyên tử khối của sắt là 56, nhưng đơn vị là gam trên mol. Còn M lớn KClO3, khối lượng mol của KClO3, cách tính giống như tính phân tử khối. Lấy khối lượng của kali là 39, cộng khối lượng của clo là 35,5, cộng khối lượng của oxy nhân cho 3 là 16 nhân 3. Tiếp tục nhớ về các công thức tính toán. Để tính số mol có hai cách, số mol sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol, hoặc số mol chất khí có thể bằng thể tích chất khí chia 22,4. Lưu ý, N bằng V chia 22,4 chỉ dùng cho chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng chất thì bằng số mol nhân khối lượng mol. Thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng số mol nhân 22,4. Đây là phần kiến thức cần nhớ. Để giải dạng toán lượng dư, đầu tiên yêu cầu đọc kỹ đề, xác định phản ứng hóa học đã xảy ra, giữ kiện đề cho và yêu cầu của đề. Sau đó tóm tắt bằng cách viết phương trình phản ứng theo đề, ghi giữ kiện đề cho và các giữ kiện đề hỏi bằng các ký hiệu M nhỏ, N nhỏ, V. Ví dụ, đốt cháy 12,4 gram phốt pho trong bình chứa 12,32 lít khí oxy, tạo thành đi phốt pho beta oxit B2O5 là chất rắn màu trắng. Phốt pho hay oxy, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu? Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu? Biết thể tích chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, cho nguyên tử khối của oxy là 16, nguyên tử khối của phốt pho là 31. Tóm tắt đề. Đốt cháy phốt pho trong bình chứa oxy tạo thành đi phốt pho benta oxit là ta có phản ứng giữa B và O2 ở nhiệt độ cao tạo thành B2O5. Viết phương trình, nhớ chú ý viết đúng công thức hóa học và cân bằng đầy đủ. Mười hai phẩy bốn gram phốt pho, đề cho đơn vị gram, tức là cho khối lượng phốt pho. M nhỏ B bằng 12,4 gram. 12,32 lít khí oxy, đơn vị lít là đề cho thể tích, VO2 bằng 12,32 lít. Đề hỏi chất nào còn dư, số mol dư bao nhiêu? Chất nào được tạo thành, khối lượng chất tạo thành? Để giải bài toán tính theo phương trình hóa học, bước đầu tiên là tính số mol. Đề cho khối lượng phốt pho, chúng ta sẽ tính được số mol phốt pho bằng cách lấy khối lượng chia khối lượng mol. Đề cho thể tích oxy, chúng ta tính được số mol oxy bằng cách lấy thể tích oxy chia 22,4. Sau đó, viết phương trình hóa học, nhớ cân bằng đúng và đầy đủ. Từ phương trình ta thấy 4 mol phốt pho tác dụng với 5 mol oxy tạo thành 2 mol B2O5. Vậy 0,4 mol phốt pho và 0,55 mol oxy sẽ tạo thành bao nhiêu mol B2O5? Chúng ta sẽ tính toán dựa theo số mol của chất nào? Để biết được điều đó, cần lập tỷ lệ so sánh giữa phốt pho và oxy. Khi lập tỷ lệ, chúng ta sẽ lấy số mol theo đề chia cho số mol theo phương trình. Với phốt pho, số mol theo đề tính được là 0,4 mol, số mol theo phương trình là 4. Nên ta có 0,4 chia 4. Với oxy, số mol theo đề là 0,55 mol, số mol theo phương trình là 5 mol. Vậy chúng ta có 0,55 chia 5. Tỷ lệ của oxy lớn hơn tỷ lệ của phốt pho. Vậy nên phốt pho hết, oxy dư. Chúng ta sẽ tính dựa theo chất hết, tức là tính theo số mol của phốt pho. Lấy số mol phốt pho là 0,4,
thấy vào phương trình đúng vị trí của phốt pho. Để tìm những số mol còn lại có trong phản ứng, ta sẽ thực hiện phép tính nhân chéo, chia ngang. Từ phương trình thấy 4 mol phốt pho tác dụng với 5 mol oxy, vậy 0,4 mol phốt pho tác dụng với bao nhiêu mol oxy? Lấy 0,4 nhân 5 chia 4 được 0,5 mol. Tương tự, 4 mol phốt pho phản ứng tạo thành 2 mol B2O5, vậy 0,4 mol phốt pho tạo thành bao nhiêu mol B2O5? Lấy 0,4 nhân 2 chia 4 được 0,2 mol. Đây là các bước cơ bản để làm bài toán lượng dư. Chất dư là oxy, số mol oxy dư sẽ bằng số mol ban đầu trừ số mol phản ứng. Số mol oxy ban đầu tính theo đề là 0,55 mol. Số mol phản ứng là tính trên phương trình được 0,5 mol. Vậy chúng ta có số mol dư là 0,05 mol. Chất nào được tạo thành? Chất tạo thành là diphosphorpentaoxit B2O5. Khối lượng chất tạo thành là khối lượng B2O5. M nhỏ B2O5 sẽ bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Cách giải toán lượng dư. Như thấy, để giải bài toán lượng dư, bước thứ nhất là theo đề, chúng ta sẽ tính được số mol của cả hai chất tham gia phản ứng. Bước 2, viết phương trình hóa học. Bước 3, lập tỷ lệ bằng cách lấy số mol theo đề chia cho số mol theo phương trình hóa học. Sau đó, so sánh tỷ lệ của hai chất tham gia phản ứng. Từ đó, xác định chất dư và chất hết. Chất dư là chất có tỷ lệ số mol lớn hơn. Sau đó, chúng ta sẽ tính theo số mol chất hết bằng cách thế số mol chất phản ứng hết vào phương trình hóa học. Thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang, tìm số mol của các chất còn lại trong phản ứng. Để tính số mol dư, chúng ta sẽ lấy số mol ban đầu trừ số mol phản ứng. Và cuối cùng là tính theo yêu cầu của đề. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa được cung cấp để giải bài tập 7 tờ bài tập. Sau khi hoàn tất các bài tập trong tờ ôn tập, các em chụp hình bài làm và gửi về mail cho giáo viên bộ môn. Chúc các em học tốt!